cái này thôi. Đây này, ví dụ con Cúp Mago với cái tay cầm B4, tay cầm B4 thì cái chơi này ngon bổ rẻ. Thằng anh con hay chơi bị trục đó, bị một bị hai bị hết. Đang đang thử cái cái một bịch thì ghế ủng hộ quốc đồng. Thì ngoài ra các bạn có nhu cầu mà nâng cấp đời máy lên đổi từ Vita hoặc BP lên Switch hoặc là B4 và Switch hoặc là Switch với B4 cũng được, thì cũng mình qua mình sẽ hỗ trợ đổi máy lên đời cho các bạn. Thì ghế ủng hộ lên Switch cũng rất đông lắm thầy các bạn. Trải nghiệm Switch hiện tại bây giờ út đồng lát cũng phải ổn rồi thêm cho. Thì dự đoán thì sẽ ra út 2P2 quá. Còn Switch 2 thì chưa biết công khi nào ra tại không không tin rõ ràng cụ thể. Mà ra các bạn cũng phải là nâng cấp lên đời cũng được. Hôm nay mình cũng sẽ hỗ trợ. Con này là bản Mad Rod nè bạn, đẹp không? Con này hình như là mới ra vô tháng 12 á. Mình cũng mới thấy luôn, anh này anh gửi mod chip, anh mua bên Mỹ. Gửi mod chip lên. Em nhớ là năm 12 phải. Đúng rồi, nhiều và hiện tại cũng có về hãng 1T rồi. Để hỗ trợ các bạn thì anh em nào có nhu cầu nâng cấp lên tới 1T luôn mình vẫn... Thì cái giá của hãng nhớ thì mình sẽ là bán giá hỗ trợ, chứ mình không có tính tiền trong đó. Rồi hiện nay mua máy mình cũng sẽ hỗ trợ giá hay nhớ để bạn mua như là 256 là 400, 512 là 800, 1T là 2 triệu. Là hiện tại là cũng có đủ giữa mới và cũ. Mới thì sẽ là 54-55. Trải nghiệm Switch có nhiều chế độ motion, trải nghiệm rất là vui. Hát bây giờ cũng khá là ổn, hát thì toàn bộ hát bạn cho offline, không on được. Online các bộ các bạn phải mua về máy quyền thì đa số như bạn nghe toàn là offline hết. Và nói bạn cũng trải nghiệm motion đồng hồ chơi với một người hàng bạn cũng như mình nghe trải nghiệm cũng như cái máy rồi các bạn. Cái mới cũng nhiều người lại các bạn chuyên bán thì cũng như bạn cũng như bạn cũng như bạn cấp bạn cũng như 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 bạn cái này sắp xếp phải đọc lại để bố của chơi rồi để bay lên 65 các bạn suy nghĩ thì nó còn hẳn khủng hơn này còn hẳn tới một cái máy trải nghiệm bếp thì mình nghĩ trên bếp 4 á thì còn lại chắc chắc là lúc nào mình có một cái thì là bếp 4 bạn cũng chơi nhiều chơi chuyến chơi nhiều cũng có một người khoảng bạn có thể chơi nhiều bếp 1, bếp 2 sẽ có 2 người có 2 người còn có một cái khác thì được cái tu cũng như những cái này các bạn nhé, còn những cái game cái đây người chơi thì nghĩ lựa chọn đúng không? Đó thì bạn có qua được hay không? Thằng ấy có mình được chơi được không? Thì mình có thể chọn cái này mà bạn thấy là mà đang có bốn là pass game mình tạo ra đời dài lâu thì cái này là một cái tốt, một cái dưới chúng mình ok nhắm lại.